Bão số 4 đã đổ bộ Quảng Bình, Quảng Trị, mưa trắng trời, đe dọa lũ quét và ngập lụt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 14 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 106,9 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, sức gió mạnh nhất, cấp 7, giật cấp 10. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Đến 1 giờ ngày 20 tháng 9, vị trí tâm bão ở 17,2 độ Vĩ Bắc, 105,0 độ Kinh Đông. Trên đất liền khu vực Trung Lào, gió mạnh dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15-20 km/h, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Vùng biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh ở khu vực biển từ Bình Định đến Cà Mau, phía nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao từ 3-5 m, biển động mạnh. Khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng cao từ 2-3 m, biển động. Ven biển các tỉnh từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5 m, kết hợp với chiều cao và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng thấp vào chiều ngày 19 tháng 9. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên vẫn còn có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, chiều cao và nước dâng do bão. Vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8. Giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật mạnh cấp 6-7. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, mưa lớn tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, phổ biến từ 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa cường suất lớn trên 100 mm/6 giờ ở khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Trị trong chiều và đêm 19 tháng 9. Mưa lớn dẫn đến tình trạng ngập lụt cho các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư do nước không kịp thoát. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.